À, có ông dừng cái gì đây? Rồi, mai đứng xuống xe. Xe có đăng kiểm chưa? Xe tôi làm gì có đăng kiểm? Ông dừng cái đồng gì đây? Rồi, trái nhá, mở cao điểm kiểm tra. Rồi, chào anh Đàm Anh Hùng. 342522. Rồi anh dừng xe tôi làm gì đây? Tôi kiểm tra cồn anh thôi. Đâu, chốt đâu? Cái gì chốt? Mang máy đây, mang máy đây tôi hỏi ra. Ừ, thế anh mềm, mời ra đây kiểm tra cồn thôi. Mang đây tôi hỏi cho. Chưa anh thì xuống đây. Mang đây đây, tôi thổi cho. Cứ mang máy ra đây, tôi thổi cho. Vâng. Máy ra đây. Cái gì? Ông dừng xe kiểu gì? Xe làm gì có đăng kiểm mà, xe làm gì có đăng kiểm mà đấy. Ông kiểm tra đi. Để tôi xem các ông công an Hương Yên làm ăn kiểu gì nào. Tôi làm ăn kiểu gì anh? Tôi làm cái gì sai mà anh? Bây giờ anh vừa dừng xe tôi làm gì đây? Tôi kiểm tra anh còn. Tôi nói anh rồi. Rồi, các anh nào chuyên đề thì các anh cho anh xem. Anh thích ra xem chuyên đề cho anh xem. Rồi, rồi, anh này. Anh làm tôi đi làm cô chuyên đề. Kiểm tra dao à? Kiểm tra nồng độ cồn dao đây à? Sao phải dao? À? Anh nói như nào kiểm tra dao? Anh bảo ai kiểm tra dao? Tôi chốt thưa các anh đâu? Tôi kiểm tra bất chợt nha. À? Tôi đi tuần tra của xe tôi thấy xe nào hiện tượng là tôi kiểm tra bình thường. Anh nhá. À? Cho tôi phải lập chốt. Nó nhỏ đấy. Anh nhá. Rồi, anh xem chuyên đề ra đây tôi xem nào. Anh ơi. Xem quay anh có làm đúng không? Ừ. Anh xem chuyên đề. Đòi xem chuyên đề. Cái thông tư 32 này không được xem chuyên đề đâu. Ta tôi không được xem nhỉ? Anh không được xem, được phép. Tôi đang nghi cái anh làm láo đây. Nói thẳng luôn đấy, anh không được phép. Tôi đang nghi cái anh làm láo. Làm gì có chuyện kiểm tra nồng độ cồn là dừng mới bất chợt giữa đường à? Hả? Có dấu hiệu nghi vấn thấy chứng minh cơ. Có thể chứng minh cơ là anh em mình đã sử dụng bia rượu gì chưa? Chưa kiểm tra, nếu mà kiểm tra bia rượu anh em mình di chuyển bình thường. Ở xin em anh nhá, ra mà tôi bình thường. Quay anh em, anh em cũng quay lại. Rồi, các anh cứ ra ra đây. Luôn nhá. Thở máy tôi ra ra các anh xem nào. Quay đây rồi. Mời quay mời mời. Tôi xem kiểm định kia gói máy nào. Kiểm định đấy. Anh có cần giấy xem giấy chứng nhận kiểm định không? Rồi cho tôi xem cái giấy kiểm định của cái máy này ra nào. Cầm giấy chứng nhận kiểm định. Cho không cho anh xem cái này là được rồi, không phải cầm. Cho tôi xem cái giấy kiểm định của này các anh. Còn anh muốn có làm đúng không? Muốn rồi anh em cùng giấy tờ giả đấy, anh giả đấy. Thì anh có quyền chiếu lại, anh có quyền chiếu lại để kiểm tra xác nhận là cái chiếu lại được không? Chiếu lại tôi phải chiếu lại sau chứ làm sao tôi chiếu lại luôn được? Ai vấn đề gì đâu? Con nào mà anh em mình là người thật việc thật chứ vấn đề gì đâu? Mình chưa sử dụng bia rượu gì đâu, kiểm tra đi bình thường. Công an Hưng Yên này bây giờ kiểm tra nồng độ cồn dạo này à? Anh nhỉ? Không phải dạo. Chốt chiếc cái anh có cái tự dưng mà dừng xe cái anh này bảo anh đừng nhầm trong vấn đề mà phải cứ không phải là cứ phải dừng kiểm chốt chốt mà chúng tôi mới kiểm tra được còn được anh nhá. Đấy, các hình thức tuần tra chúng tôi có, anh cũng biết tuần tra công khai nhá, tuần tra kiểm soát lưu động. Đó, để tôi xem nào. Anh quay máy ra tôi quay máy đâu khác. Sao đây? Người ta giám sát thì xem có đúng hay không nhỉ? Anh ơi, tôi coi nhìn mắt mắt thường đấy. Anh chờ mắt thường. Đây, 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 số CD của cái máy này đâu. S là 851551 đây. Đây. S là 8. Đây, số CD đây. Đúng chưa? Tôi xong ngày cái ngày cái ngày 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 đấy hạn đó đây, 81/8 đây. 2024. Có cần xem gì không anh? Rồi anh thử là thổi mỡ tôi xem nào. Anh thử thổi mỡ tôi xem, tôi cho qua lò qua đâu. Không mà tôi không uống nên thổi ra có này thì. Đây. Có gì không còn này nhá. Đề gì đâu. Rồi ok. Mấy anh em nào đâu đây? Có không? Ok, không có. Tôi thì sợ là có đây luôn đây thì. Ok. Cảm ơn. Mấy gì đó. Không có đây gì cả. Sao các đồng chí dừng xe bằng kiểm định kiểm theo gì cơ mà? Đúng. À? Đồng chí như là kiểm tra cồn nên như khi dừng xe tôi thấy kiểm định của anh dán đen. Đấy tôi hỏi lên xe kiểm định dán đen thế chứ tôi không nói anh hết kiểm định. Anh hiểu chưa? Anh đừng nói. Xong chưa? Đấy đã xong chưa? Rồi xin lỗi mà anh đi thôi. Được chưa?